Sử dụng và tiêu tốn quá nhiều điện năng sẽ dẫn đến tình trạng thiếu điện và tăng chi phí sinh hoạt. Giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời đang là giải pháp tối ưu cho mọi gia đình hiện nay. Sản phẩm máy nước nóng năng lượng mặt trời Rapido model Ruby là sản phẩm tuyệt vời dành cho mọi gia đình, giúp bạn tiết kiệm chi phí, an toàn trong quá trình sử dụng. Và đặc biệt, với sản phẩm này, nước ấm sẽ luôn sẵn sàng cho bạn sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết. Máy nước nóng năng lượng mặt trời của Rapido được sản xuất trên dây chuyền của Đức, đạt tiêu chuẩn chất lượng N12975 của châu Âu và đạt tiêu chuẩn chất lượng của Việt Nam, đảm bảo sự ổn định, vững chắc trong quá trình sử dụng. Máy nước nóng năng lượng mặt trời của Rapido bao gồm 3 bộ phận: bình bảo ôn, ống thủy tinh hấp thụ nhiệt, chân giá đỡ. Chân đế là một bộ phận vô cùng quan trọng. Do đó, máy nước nóng năng lượng mặt trời của Rapido sử dụng chân đế làm từ chất liệu inox 201, bền chắc theo thời gian, bất chấp mọi điều kiện thời tiết, không cong vênh, hoen dỉ trong quá trình sử dụng. Vỏ bình được làm bằng chất liệu inox 304, theo công nghệ của Đức, không có mối hàn, chống quá trình oxy hóa do rỉ nguồn nước trong quá trình sử dụng. Lớp bảo ôn được làm bằng chất liệu polyurethane của Ý. Đây là công nghệ làm bình bảo ôn tiên tiến nhất hiện nay, an toàn cho sức khỏe và có khả năng giữ nhiệt lên tới 72 giờ. Ống thủy tinh hấp thụ nhiệt sử dụng công nghệ của Đức, cấu tạo từ 5 lớp thủy tinh, lõi vàng với phi 58, chiều dài ống là 1,8 mét. Bên trong ống được cấu tạo thêm 3 lớp, bao gồm một lớp nhôm chống phản quang, một lớp titanium giúp truyền nhiệt tối đa và một lớp hợp kim ấm đồng giúp truyền nhiệt vào nước nhanh chóng. Vượt trên tính năng của các ống thủy tinh hấp thụ nhiệt khác, ống thủy tinh hấp thụ nhiệt của Rapido có khả năng hấp thụ ánh sáng ở cường độ cao, cho nên vào những ngày nhiều mây và không có nắng, thì máy nước nóng năng lượng mặt trời của Rapido vẫn có thể hoạt động bình thường. Cũng nhờ nguyên lý hoạt động này mà chúng ta có thể tiết kiệm 100% điện năng tiêu thụ cho bình nước nóng. Năng lượng mặt trời có rất nhiều ở Việt Nam. Và khi chúng ta có thể sử dụng nguồn năng lượng miễn phí dồi dào đến như vậy, thì thứ mà bạn cần là một hệ thống có thể hứng chọn nguồn năng lượng đó, như hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời của Rapido. Đây cũng là một cách giúp bạn đừng để tiền rơi một cách rất lãng phí. Máy nước nóng năng lượng mặt trời Rapido bảo hành 5 năm bởi Ferroy ASEAN.